tay yêu thương của mẹ. Khi đời đầy bẫy răng, con ngã vào trong tối tăm sai lầm, lòng con chua cay nhưng đắng cay. Bằng nước mắt bao lần mẹ an ủi con, giúp con bằng lời nói dịu dàng mẹ luôn dạy bảo. Từng chăm chút yêu thương ân cần, từng giây phút đưa con trở về, là từng năm tháng hy sinh. Bà nói thiệt hả? Tôi nói láo, tôi làm con bà. Chính con lụa nhà bà Tâm vừa khóc lóc vừa kể chuyện nhà nó với bà Bảy hiệu cầm đồ mà. Hôm qua lúc bà về á, bà Bảy với bà kể cho tôi nghe, cho nên tôi mới biết. Thiệt đúng á là tội nghiệp con nhỏ, đầu tắt mặt tối ngoài chợ, vậy mà về còn không được mẹ chồng thương nữa. Tội nghiệp đó quá à. Đúng á, chứ ở đâu mà có kiểu mẹ chồng thiên vị dâu này, ghét bỏ dâu khác đâu. Chắc là nhỏ dâu thứ tư nó nịnh nọt gì bả nên bả mới cưng nó như vậy. Còn phải nói nữa, bởi vậy mẹ chồng gì kỳ vậy chứ. À, chết. Chị chào Tâm. Chị. Dạ chào chị Tâm. Làm nãy giờ tôi nói quá trời. Nãy giờ bà nói không chứ tôi muốn nói anh. Bởi vậy ai biết bả đi sao. Ôi, đi anh ơi. Bà ơi, hai cái đứa này là không có gì đâu. Có gì đâu, anh không có gì đâu. Trời ơi anh ơi, thì tụi em chỉ mời anh đi uống bia thôi chứ làm gì đâu mà ngại. Đúng rồi đó, anh đừng có nghĩ là hai đứa em cảm ơn anh, mà coi như là anh em trong nhà lâu lâu rủ nhau đi nhậu. Ừ, có gì đâu. Gì đâu. À, đi đi. Mẹ. Đi. Mẹ. Dạ. À, lại ngồi xuống đây. À. Có gì vậy mẹ? Lại ngồi xuống đây. Có gì vậy mẹ? Mẹ hỏi con nè, tại sao mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con cứ đem chuyện nhà mình ra con rêu ra ngoài đường hoài là sao vậy? Ủa, con đâu có nói gì đâu mẹ. Mẹ mẹ mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Hay là mấy bà hàng xóm đặt điều cho vợ con đó mẹ? Nè, con đừng có binh nó nữa nghe. Chính mẹ là tai nghe mắt thấy hai cái bà hàng xóm người ta bàn tán với nhau. Người ta nói là con lụa khóc lóc kể lể với họ, nói với họ là mẹ thiên vị con Trân, mẹ ức hiếp con lụa. Có đúng không con? Dạ đâu có, con đâu có nói vậy đâu. Trời ơi là trời, tại sao lúc nào con cũng nghĩ vậy? Con cứ nghĩ là mẹ thương con Trân, mẹ ghét bỏ con hoài vậy hả lụa? Nhưng sự thật là vậy mà. Trong cái nhà này á, mẹ chỉ quan tâm có mình chị Tư à. Còn con, mẹ có thương yêu gì đâu. Lụa à, em đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Mẹ không hề thiên vị gì cho chị. Còn không hả? Chứ chiếc nhẫn ngọc xoàng mẹ cho chị thì sao? Hả? Sao anh biết vậy? Thì chính bà Bảy ở tiệm cầm đồ nói chứ ai. Chị cũng giỏi quá ha. Đồ của mẹ cho mà dám đem đi cầm luôn. Mẹ, chuyện này là sao mẹ? Ừ, cái này. Đó, vậy mà mẹ nói mẹ không thiên vị. Mẹ cho chị Tư nguyên một chiếc nhẫn hồ son. Còn vợ chồng con, thiếu nợ mẹ không cho một cắc nữa. Mẹ thiên chị vừa phải thôi. Mẹ có coi con là con của mẹ không? Mẹ cho chị Tư được, mẹ phải cho con chứ. Nếu không căn nhà này không yên với con đâu đó. Kìa Phụng à, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì chứ? Anh coi đi, vợ chồng em làm ăn vất vả như vậy đó, nợ nần đầy đầu luôn. Mẹ không giúp thì thôi, mẹ còn cho chị Tư nguyên chiếc nhẫn hồng xoàn nữa.
Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ cho bà có quý đâu, bà đem đi cầm rồi đó. Mẹ sáng mắt mẹ ra chưa? Con biết là mẹ không có thương yêu vợ chồng con. Thôi được rồi, để vợ chồng con đi cho mẹ vừa lòng. Nè, thằng Phụng, Phụng à, anh buông ra đi. Bình tĩnh thôi. Hai đứa ngồi xuống đây. Hai đứa trách mẹ vậy là không đúng đâu. Đúng đó. Trong nhà này mẹ không thương ai thiên vị hơn ai hết á. Mẹ thương chị em mình như nhau à. Nếu như mà em không hiểu thì chị sẽ nói sự thật cho em biết. Trần à, mẹ, để hai em hiểu là mẹ thương em như thế nào. Dạ, đây là 10 triệu nè mẹ. Đây. Ủa mẹ, tiền đâu nhiều dữ vậy? Tiền gì ạ? Ờ, mẹ kêu em á cầm chiếc nhẫn hột xoàn của mẹ. Hứ, khi không mà cần nhiều tiền dữ vậy? Có chuyện gì hả? Con à, con cầm tiền này đưa cho vợ chồng Út Phụng. Con nhớ nói là tiền của con cho, đừng có nói là tiền của mẹ, hiểu chưa? Ủa sao kỳ vậy? Mẹ cho tiền tụi nó thì mẹ cứ cầm mà đưa tiền cho tụi nó sao? Mẹ đưa cho con mà nói tiền của con mà đưa cho tụi nó là sao? Con à, chuyện buôn bán ngoài chợ của con Lụa đang gặp khó khăn, nhưng mà nó giận mẹ cho nên nó không nói. Bây giờ con đưa thì nó sẽ nhận. Con giúp mẹ nghe. Mà tụi nó cũng lớn hết rồi, phải tự lập chứ. Cứ để mẹ lo hoài vậy sao được. Mẹ biết không, ở bên Mỹ á, con cái mà 18 tuổi á, cha mẹ hết trách nhiệm rồi, phải sống tự lập hết á. Đúng rồi đó mẹ. Bởi vậy lúc nào người ta cũng tự lập hết, chứ không phải như mình đâu, lúc nào cũng phụ thuộc cho cha mẹ như vậy. Các con à, chừng nào mà các con làm cha làm mẹ thì các con sẽ hiểu. Giúp mẹ đi con. Đó, chuyện nó là vậy đó. Thật ra số tiền mà bữa anh đưa cho tụi em á, không phải là số tiền anh giúp cho tụi em đâu. Thế vậy với anh cũng nghèo lắm. Tiền đó là do mẹ kêu Trân đi bán chiếc nhẫn hộp sòn á, rồi lấy tiền á, đưa cho anh, đưa cho tụi em đó. Con xin lỗi mẹ, tại giờ con nó sớm xác không biết. Nè, từ nay á, bớt cái thói nhiều chuyện đi nghe chưa? Em không có. Mẹ ơi, thiệt tình là con không có nói cái gì hết. Chẳng qua là hai chị em cầm đồ chung một chỗ, bà bảy bả nhiều chuyện nên bà nói vậy thôi. Thiệt không đó? Không tin thì anh đi với em, cho bả một trận là biết liền chứ gì. Thôi thôi hai đứa, đủ rồi. Gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ còn la lối. Thôi con đừng nói gì nữa con à. Mẹ, tụi con cảm ơn mẹ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng phải xin lỗi con, tại vì mẹ đã trách sai con rồi. Không có gì đâu mẹ, con quên rồi. Thôi, con về phòng. Nó vẫn còn giận mẹ. Con nhỏ này, con nít quá đi. Tao thấy tức quá vậy đó. Đúng là con gái gì mà ngu dữ vậy. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhỏ đó mới dễ thương lắm, mới có hai mấy tuổi à. Nghe lời thằng kia ngủ với nọ, cái thằng nọ đi luôn không bao giờ trở lại, cái nhỏ mang bầu. Đúng không? Nó ngu quá trời đó chứ. Cổ đâu vậy nội? Nhà mình có biết không? Không phải đâu anh Út ơi. Cô gái đó đó là cô gái trong phim hồi tối nội coi nè. Giờ nội tức quá nội mới nói á. Trời ơi. Phim biết gì biết nè. Ở ngoài đời cũng có nữa, đừng nói. Để thấy nó ngọt ngào cái là cái nó đòi cái trở lên giường liền à. Nội, cái đó đó gọi là trào lưu sống thử đó nội. Nè, loạn hết rồi. Trời đất ơi, cái thứ gì đó. Rồi mai mốt cái, rồi mất đợn gái người ta là sao? Hả, ai chịu cho? Người ta lúc yêu đâu còn lý trí nữa đâu nội. Yêu đương gì thứ đó, nó chỉ lợi dụng người ta mà thôi à. Nó gặp nội á, nó quánh chết á. Hi, xin chào mọi người. Hi. Hả? Cái gì hai? Hai ai? Nãy giờ con nghe mọi người bàn tán cái gì mà rơm rã quá vậy? Ai ạ? Ồ,
Nãy giờ con quên giới thiệu với nội. Đây là Cindy, bạn gái cũ của con. Giới thiệu với Cindy, đây là bà nội của anh. Dạ. Mẹ thì em biết rồi. Còn đây là Út Phụng. Còn đây là Bảo Trân, là vợ của tôi Huy, em dâu của anh đó. Hi. Hello. Chào mọi người đi. Chào bà nội. Ủa, bộ hôm qua Cindy ở nhà mình hả? Dạ. Hồi tối hôm qua con đi chạy thơ về trễ, con gặp anh hai với Cindy về nên con mở cửa cho hai người đó vô luôn ạ. Ủa, vậy rồi ngủ đâu? À, phòng con. Dạ. Dạ đúng rồi mẹ, trên phòng của anh hai ạ. Mà công nhận ở Việt Nam vui thiệt á. Chứ bên đó là tụi con đâu có dành thời gian ăn sáng với nhau nhiều được đâu. Toàn là dành thời gian chính để đi kiếm tiền không à. Ở đây vui hơn ha. Mai à, làm thêm hai phần ăn sáng nghe. Dạ. Ăn sáng ở nhà mình luôn ha. Long. Dạ. Lại đây con. Ngồi xuống đây nè con. Có gì ông nội với mẹ? Tại sao để người ta ngủ qua đêm ở nhà mình vậy? Tưởng chuyện gì? Có gì đâu mẹ. Chuyện đó là chuyện bình thường ở bển mà. Nhưng mà ở đây là Việt Nam, không có cái kiểu mà chơi bời trác tán gì đâu. Nội à, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Thì cô... Nè, con gái á hả? Đứa nào mà ngủ lang thang cái kiểu vậy là không có đàng hoàng đâu. Nội ơi, chuyện đó có gì đâu mà nội phải đánh giá con người ta dữ vậy. Mà thôi, con nói cho hai người biết chuyện này đâu, mắc công nội với mẹ phá chuyện của con hết. Thằng, ai thèm phá cái chuyện của tụi bay. Gì đó, chứ mấy cái vụ coi mắt của nội với mẹ, cuối cùng có vụ nào thành công không? Cuối cùng con cũng vẫn ế à. Lần này con không để cho nội với mẹ xen vào chuyện tình cảm của con với Cindy đâu. Nè, nghe mẹ hỏi nè, hồi trước con nói là ở bên Mỹ hai đứa đã chia tay rồi. Thì cái chuyện tình cảm trai gái mà giận nhau, rồi quề nhau, rồi chơi lại với nhau, nói chung là tụi con yêu nhau thật lòng là được rồi. Mà nội với mẹ biết không, cái này con nghĩ là ý trời xui khiến sao cho tụi con gặp lại ở Việt Nam. Cái này gọi là thiên duyên tiền định, con không thể nào để cho nó vụt mất nữa đâu. Cái thằng thiệt à, gái ở Việt Nam thiếu gì sao mày không lựa vậy. Duyên trời định. Trời ơi, không biết là cái cô này có thương nó thiệt không nữa mẹ. Yêu hay không thì tao không biết, nhưng mà tao không ưa nhỏ đó. Nè, phải điều tra nhỏ này mới được, chứ không á để thằng hai nó siêu lòng, nó phá tán hết của cải bây giờ. Mẹ ơi, mẹ nói là điều tra, nhưng mà điều tra là làm bằng cách nào vậy? Trời đất ơi, sao mày ngu quá à? Điều tra là mình mướn thám tử đó. Mướn thám tử hả? Ừ. Mướn thám tử con nghe nói là mắc lắm đó. Mắc, mắc cũng kệ, nhưng mà mình phải ráng mình giữ cho thằng Long nó đàng hoàng, chứ để thằng Long nó hư theo con nhỏ đó sao? Dạ dạ, thôi được rồi mẹ, để từ từ rồi con tính nha mẹ nha. Từ từ hoài. Nè, con có chắc là họ điều tra được không? Dạ, họ hẹn con tới đây để mà họ báo cho con biết kết quả mà. Vậy hả? Vậy đâu rồi? Mời ngồi. Ủa, Sao không thấy người mà cái loa nó nói? Mời ngồi. Dạ xin lỗi. Có phải là... Dạ thưa.
Hỏi cái gì? Chính tôi mới là người hỏi. Hai người chỉ trả lời thôi. À, chúng tôi là công ty điều tra tốt nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất, và sắp ngang tầm với thế giới luôn rồi đó. Vì vậy bất cứ một sai sót nào cũng không được phép. Hai người hiểu chưa? Ông có phải hai người muốn đặt hàng điều tra của Cindy đúng không? Dạ, ông có hứa làm được không? Chuyện nhỏ này chúng tôi làm cái một. Toàn bộ hồ sơ điều tra về cô ta đang nằm ở đây. Tôi nói tóm lại như vậy ha. Cô ta trước đây đúng là người yêu của con trai bà, nhưng cổ chê anh nghèo nên đã lấy chồng khác rồi. Hai vợ chồng họ ở Mỹ ăn chơi cờ bạc thua lỗ nhiều quá. Vì thiếu nợ nhiều quá nên cô ta trở về Việt Nam để trốn nợ, chứ có du lịch gì đâu. Như vậy là chết, chết cháu nội tôi rồi. Thành ơi, ngay như cái lúc đầu á mà nó ăn ngủ với thằng Hai Lâm á là tao thấy không được rồi. Trời ơi, người gì đâu mà 10 chuyện tao thấy nó không được cái chuyện gì hết trơn á trời. Thiệt, tao không ngờ nó lại hư đốn đến như vậy. Dạ, chắc là Hai Long nó không biết chuyện này đâu đó mẹ. Biết chứ sao lại không biết. Nhưng mà nó giấu đó. Nhà của mình là gia giáo, không thể chấp nhận một đứa con dâu vậy được. Là gái đã ly dị chồng rồi còn nợ nần cờ bạc, lấy nhau về không chừng nó bán cái nhà của mình, nó lấy tiền đi đánh bài nữa. Dạ, con cũng thấy lo, nhưng mà con sợ nói Hai Long nó không chịu nghe mẹ à. Không nghe thì cũng phải nghe chứ. Đây là muốn tốt cho nó đó. Không nghe rồi có ngày sáng con mắt ra rồi hối hận không kịp đâu. Từ từ, để anh giải quyết cho. Em đừng có vội nóng như vậy, mau già lắm. Em không biết đâu. Tự nhiên dướng vô anh vậy làm chi? Em mất hết tự do rồi nè. Anh làm sao thì làm đi. Anh biết rồi mà, anh đâu để cho ai ăn hiếp cục cưng của anh đâu. Đừng giận anh nha. Không biết thôi. Mà nội, mẹ, con không ngờ hai người lại hành động như vậy. Tại sao lại cho thám tử tư theo dõi Cindy chứ? Hai người có biết làm như vậy là Cindy khó chịu lắm không? Bà nội với mẹ làm như vậy á là vi phạm quyền tự do của người khác đó. Hai Long à, mẹ chỉ muốn biết gốc gác của người con định chọn làm vợ, chứ đâu có ý gì khác đâu. Vậy tại sao bác không hỏi con đi? Con đâu có ý gì mà giấu giếm bác đâu. Chưa chắc. Ngoài miệng thì nói vậy á, còn việc hệ trọng đen tối có khi nào mà cô nói cho tôi biết được không? Thưa nội, ở Mỹ chuyện quan hệ tình cảm rất là tự do. Thích thì yêu, không thích thì chia tay. Chẳng có chuyện gì mà tự nhiên cho người đi theo dõi về cái chuyện tình cảm nhỏ xíu như vậy á. Dạ thưa cô, ở Mỹ nó khác, còn ở đây thì khác. Nhập gia thì phải tùy tục. Cô có biết không, ở Việt Nam á là cờ bạc là cái chuyện tối kỵ của người phụ nữ. Chỉ có cái hạng con gái mà hư hỏng á nó mới như vậy thôi. Nội à, ở Mỹ chuyện cờ bạc là chuyện hợp pháp, chẳng ai cấm cản cả. Cindy là phụ nữ, có đi đánh bạc cũng đâu có sao, tự nhiên đánh giá là hư hỏng. Bà nội với mẹ cổ hủ quá đi. Bây giờ chuyện của con tự nhận trách nhiệm. Tụi con tự nguyện đến với nhau. Nếu như bà nội với mẹ không thích á, thôi được rồi, tụi con dọn ra ngoài, như vậy không ảnh hưởng đến ai. Đi, Cindy. Hai Long à, con đi đâu vậy? Đây là nhà của con, con không đi đâu hết á. Con không có muốn mẹ với bà nội khó chịu, cho nên tụi con đi là an toàn, là hợp lý nhất rồi, không phiền đến ai nữa hết á. Tôi có nói là nội không đồng ý cho hai đứa quen nhau đâu. Chứ không phải nãy giờ bà nội ngăn cản chuyện tình cảm của tụi con sao? Là mẹ với nội muốn nhắc cho hai đứa tu tâm sửa tánh. Chuyện cờ bạc, dù với lý do nào đi nữa,
đó cũng không phải là chuyện tốt. Cờ bạc là bác thằng bần. Không lẽ bây giờ cưới nhau về rồi tối ngày tụi bay cứ sừng sộ vì chuyện đánh bạc hay sao? Hai Long à, vợ chồng Út Phụng là tấm gương cho hai con soi đó. Ủa, nói vậy là mẹ với bà nội cho phép tụi con lấy nhau phải không? Ừ. Thì đâu có ai phản đối đâu ha. Đó, em thấy chưa, anh đã nói là anh giải quyết được mà. Em tin anh chưa? Trường hợp của chị rất khó có con, là di chứng của lần hư thai trước khiến tử cung của chị bị nhiễm trùng tổn thương. Bây giờ trứng khó làm tổ, tạm thời chị điều trị theo cách của chúng tôi vừa hướng dẫn, kiên nhẫn chờ đợi một thời gian xem sao. Niên đời nay không có biết phép tắc gì hết ha. Bây giờ ở trong cái nhà này cũng xảy ra rồi. Tụi nhỏ nó làm gì mẹ buồn hả mẹ? Còn chuyện gì ngoài ba cái cô con dâu yêu quý của cô đó, hãy ăn cơm xong á thì nó thoát lên lầu hết trơn cái trời à. Nó để ở dưới này á, cái nhà vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy. Nó để cho thân già này trơ trọi. Thèm nói chuyện cũng không biết nói chuyện với ai hết trơn. Cháu chắc vậy, cô dạy con vậy đó phải không? Mẹ à, mẹ cũng biết là ba chị em dâu tụi nó mỗi đứa mỗi tánh. Tụi nó đâu có ưa gì nhau đâu. Suốt ngày ra vô đụng mặt nhau, rồi va chạm, rồi xích mích, rồi mâu thuẫn. Tụi nó không tranh cãi to tiếng, nhưng mà thật ra trong bụng tụi nó không có ưa nhau. Con cũng đang tìm cách đó mẹ ơi, rầu lắm. Nói vậy mà không biết ngượng ha. Cũng tại cô hết á. Mẹ chồng gì đâu mà không có nói con dâu được câu nào hết trơn á. Mẹ chồng là cầu nối, là sợi dây thắt chặt mấy con dâu lại với nhau. Chứ còn đằng này, cái chuyện có chút xíu mâu thuẫn à, mà không có giải quyết được. Thản nhiên để cho chúng nó gây gỗ, rồi nó xa cách lẫn nhau đó. Nè, chính cô làm dâu sướng quá mà. Cô đâu có biết làm dâu như thế nào phải là lễ nghĩa, biết cách ứng xử thì mới được chứ. Nè, không chừng vài ba bữa nữa nha, cái nhà này loạn lên cho con coi. Chị em dâu hả, nó xâu xé lẫn nhau đó, người ta cười cho mà coi. Mẹ à, con cương quyết không để cho vụ này xảy ra đâu mẹ. Như là tôi thấy nó xảy ra hàng ngày rồi đó. Cô liệu sao đó, cô liệu? Chuyện gì nữa vậy hả? Làm gì khóc lóc hoài vậy hả? Cái mặt cứ suốt ngày chầm dầm vậy, hỏi làm sao làm ăn khấm khá được. Anh còn nói vậy được nữa hả? Bộ tôi muốn khóc lắm sao? Cũng tại anh hết đó. Vô duyên rồi nha. Tại tôi gì? Tôi sao? Còn chuyện gì nữa? Hồi đó không vì anh đến tôi sảy thai, tôi đâu có khổ sở về đâu.
Chuyện xưa như trái đất rồi. Biết rồi, khổ quá, nó hoài. Chuyện nó qua lâu rồi thì bỏ qua đi. Không có chuyện gì khác mới hết hả? Hả? Thôi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi được chưa? Anh là người không có đầu óc, không có trái tim. Tội lỗi tày trời như vậy mà anh còn ăn nói vô trách nhiệm được nữa hả? Con anh đó, anh giết nó rồi nhăn răng ra cười. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh hết á. Đời đời kiếp kiếp này, anh nghe rõ chưa? Đồ vô lương tâm, tránh xa tôi ra. Anh đừng có đụng vào người tôi nghe chưa? Được rồi, giờ cấm tôi phải không? Tôi đi ra ngoài tôi tìm người khác, đừng có trách nghe chưa? Đi cho khuất mắt tôi đi. Đi đi. Cô đừng có hối hận nghe chưa? Cái thằng Phụng này nè, ra ngoài đường gái theo bày bậy cái kìa. Nè, cái gì nữa? Tới giờ ăn cơm mà đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài tôi tìm người yêu. Tôi là người biết nghe lời vợ mà. Cô đuổi thì tôi đi, được chưa? Ê, trời, cô làm sao vậy cô? À, cô ngồi xuống này cô. Cô làm sao vậy cô? Chạy vô trong phòng lấy cho cô cái gì thuốc. Gì thuốc bao tử? Thuốc bao tử. Cô ơi, thuốc này cô. Nước. Chờ chút xíu nó hết bây giờ. Cô vốn bị loét bao tử à, lâu lâu nó hành như vậy. Chắc là dạo này căng thẳng vì chuyện mấy đứa con, cho nên nó mới tái phát. Trời. Cô uống thêm chút nước đi cô. Không sao. Không sao đâu con. Cô ơi, con thấy vậy không ổn đâu. Con thấy cô suốt ngày lo nghĩ vậy hoài à, có hại cho sức khỏe lắm. Với lại con thấy mấy anh chị cũng lớn rồi, giờ đâu phải ai cũng là con nít lên ba đâu. Cô lúc nào cũng phải theo lo cho họ như vậy, con thấy không ổn chút nào cả. Không sao. Cô à, con thấy vậy hoài không ổn đâu. Cô đã muốn buông xuôi rồi, muốn bỏ hết, không lo lắng gì nữa. Đúng rồi đó cô. Nhưng mà không được con à. Tuổi trẻ bây giờ cần phải có người lớn dẫn dắt con à. Trời ơi, sao mà con thấy cái gì cũng đến tay cô hết, cái gì cô cũng phải lo hết. Con thấy riết rồi mọi người ai cũng ỷ lại vào cô hết. Trong mắt người mẹ, con cái bao giờ cũng còn nhỏ dại con ơi. Thôi, con cũng không biết phải nói với cô thế nào cả. Thôi, chết rồi, bây giờ cô lại đau nữa. Thôi cô đừng suy nghĩ nữa, bây giờ cô cứ mặc kệ họ đi. Con dìu cô về phòng nghỉ nha. Nha cô. Công nhận bạn của em vui thiệt đó. Họ so sánh chị như là tiên. Nào là em là ai, là cô gái hay nàng tiên. Nghe mắc cười ghê á. À, nhiều khi á
Vài bữa nữa mẹ ổng tặng cho chị vài cuốn thơ tỏ tình luôn á. Chị xin đi. Cái gì mà vui vẻ quá vậy? Bảo Trân mới dẫn chị đi gặp mấy người văn nghệ sĩ gì đó, thú vị lắm. Bạn cô Trân á, lúc nào mà không vui, toàn mấy người sống ở trên mây không à, đâu phải lo chuyện gì đâu. Chị, ngày mai á chị rảnh không? Em mới tìm được một chỗ spa sang trọng lắm. Hai chị em mình đến đó đi nha. Lâu rồi chưa đi thư giãn, tới đó chắc chắn chị sẽ thích. Được đó, chị cũng tính đi spa đây, nhưng mà không có tìm được chỗ ưng ý. Mai hai chị em mình đi nha. Dạ. Trời ơi, chị lúc nào cũng rảnh hết trơn á. Dạo này chị thấy da mặt em cũng không được đẹp lắm, thôi mai mình đi luôn nha. Đúng không Thủy? À, dạ. Chị hỏi em gì? Ờ thôi, mai em bận rồi, chị với lại chị Thủy đi đi. Nhà thơ mà, ba hồi nắng ba hồi mưa, chị để ý làm gì? Thôi vô nhà đi chị. Ừ. Công nhận hiệu quả quá ha chị ha. Da em mịn như da em bé luôn vậy đó. Đúng rồi, em phải chịu khó mỗi tuần đi spa một lần thì da dẻ nó mới đẹp được chứ. Chị, bây giờ cũng còn sớm, hay là hai chị em mình đi dạo một vòng coi có mua được cái gì không. Em muốn mua cái đầm. Ừ, cái gì chứ shopping là chị không từ chối đâu. Dạ. Thủy. Anh Minh. Thôi, em đi với bạn rồi, hôm nào gặp lại nha. Khoan đã, làm gì mà em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Bộ em sợ chồng em ghen à? À, hồi nãy anh thấy có một áo đầm rất đẹp, hợp với em lắm. Mình tới đó coi nha. Anh Minh à, anh chưa yêu ai mà khổ như yêu em vậy. Nhìn em khổ sở với ông chồng vô tích sự đó, rồi em bị đối xử một cách lạnh nhạt. Giá như anh có thể quên em được. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Chào anh. Anh Minh là người yêu cũ của em. Em đã nói là không còn tình cảm gì, mà ảnh cứ làm phiền hoài. Ok, không sao đâu, em yên tâm. Chị tôn trọng mấy chuyện riêng mà. Không sao đâu, mình đi ha. Khủng khiếp thiệt. Chị không thể tưởng tượng được là Út Phụng lại đánh em đến nỗi sảy thai như vậy. Vậy mà em còn sống với nó nữa. Đã vậy mà ảnh đâu biết hối hận đâu chị. Bây giờ không biết em còn có khả năng sinh nở được hay không nữa. Mà anh cứ tỉnh bơ à, không hề có một trách nhiệm gì hết. Tất cả là tại em thôi. Em phải biết tự bảo vệ mình chứ, phải biết đi tìm hạnh phúc cho em nữa. Tại sao phải là sống chịu đựng như vậy chứ? Gia đình em đâu có ơn cho em lấy anh Phụng đâu. Nhưng mà Út Phụng không có quyền đánh đập em, bạo hành em như vậy đâu. Ở bên Tây á, người ta không bao giờ đánh đập phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa. Em yên tâm, có chị đây rồi, Út Phụng sẽ không có đánh em nữa đâu. Nhiều khi nhìn chị á, em ao ước được như chị, sống tự do, muốn làm gì cũng được hết. Ước gì em lấy được chồng Việt Kiều, qua bên đó sống, chắc là đời em không bao giờ khổ như vậy đâu ha. Tưởng gì, chuyện đó có gì khó đâu em. Để chị giúp cho. Dù Út Phụng có là chồng em, nhưng mà chị không chấp nhận cái chuyện nó hành hạ em như vậy. Nếu nó không thương em, không yêu em, thì chị sẽ giới thiệu cho em một anh Việt Kiều ngon lành hơn. Rồi em sẽ thấy những ngày em sống vừa qua chính là địa ngục đó. Nhưng mà em... Chị ơi,
Không được đâu, em thấy kỳ cục lắm. Còn ngượng ngùng nữa sao? Yên tâm đi, không có gì phải lo hết á. Út Phụng không nâng niu, không biết giá trị của em, thì em chung thủy với nó làm gì? Ba. Ủa? Ủa? Anh hai đâu ba? Đi coi hàng ở ngoài chợ đó. Bữa nay không đi bán hay sao qua đây vậy con? Con nghỉ bán, con không làm gì nữa hết á. Con ngán cuộc sống với anh Út Phụng lắm rồi. Mày nói cái gì vậy hả? Thấy mày bước vô nhà là tao biết ngay vợ chồng mày có chuyện gì nữa rồi. Chuyện gì thì chuyện, không có cái kiểu mà vợ chồng mới cãi lộn nhau cái là đùng bỏ về cha mẹ ruột mà ở ngang. Con về ở với ba một thời gian, khi nào mà con kiếm được chồng Việt kiều á, con có làm phiền ba nữa. Mà con á lấy được chồng Việt kiều hả, là ba khỏi làm việc nữa, khỏi mổ heo luôn. Trời đất ơi, mày có điên không vậy hả? Ăn nói cái kiểu vậy đó hả? Có chồng rồi mà ăn nói cái kiểu đó đó, nói sao chồng nó không đánh. Đi về, đi về ngay, tao không muốn có đứa con mất nết như mày. Đi không, đi. Con không về. Bây giờ á, mày ra khỏi nhà tao không hả? Đi. Mà ba nữa, ba có phải là ba của con không vậy? Anh đối xử tệ bạc với con như vậy, suốt ngày đánh đập con, làm sao có chịu đựng cho nổi chứ. Ngày trước á, ba không cho con lấy ảnh, bây giờ con đòi bỏ ảnh thì ba lại bênh ảnh là sao? Mày đã chọn nó rồi thì phải ráng mà chịu chứ. Thuyền theo lái, con không hiểu hả? Gái phải theo chồng, biết chưa? Con có thấy có ai đang lấy chồng á rồi tự nhiên rồi bỏ chồng đi theo Việt kiều không? Người ta cười thúi đầu con luôn á. Người ta cười kệ người ta, con không quan tâm. Người ta cười con là một chuyện, người ta cười cái gia đình này, cười vô mặt ba đây nè. Con đã gây ra bao nhiêu thứ chuyện rồi, bây giờ con không để cho ba yên nữa hay sao mà con còn gây ra cái chuyện này nữa? Con muốn cái gì nữa đây? Con phải biết là con đang có mẹ chồng như vậy đó thì con phải yên phận. Con làm như vậy á rồi bà Tâm bà chết thì con làm sao hả? Sống tình nghĩa chút xíu nghe chưa? Thôi con không nói chuyện với ba nữa đâu. Về thì về. Lúa. Lúa. Tưởng nó lấy chồng nó yên phận rồi, vậy mà thiệt tình. Chắc con biết hôm nay bác hẹn con ra đây có chuyện gì đúng không? Ừ thì bác cứ nói đi, con đang nghe đây. Về chuyện tình cảm của con và thằng Long, bác không có ý ngăn cản đâu. Nhưng hai đứa không hợp nhau, bác thấy rất khó để tiến tới hôn nhân. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, thằng Long nó nông nổi, không tính chuyện về sau đâu. Có chuyện gì đâu mà tính hả bác? Chuyện vợ chồng, thích thì sống với nhau, không thích thì thôi. Con hết sức là tự do, con cũng đâu có bắt anh Long phải lấy con đâu, phải có trách nhiệm với con. Ý con nói vậy là sao? Thì với con mọi chuyện đơn giản lắm. Người ta yêu thì họ tận hưởng cái hạnh phúc, việc gì phải bắt mình gánh lên vai mình biết bao nhiêu là trách nhiệm. Hôn nhân thật ra chẳng qua là, với con thì hết vui thì chấm dứt. Không việc gì mà phải tự mình trói buộc theo lề lối, thủ tục gì hết bác à. Vậy là con chỉ xem thằng Long như chiếc phao tạm thời thôi. Tại sao con không nói điều đó với nó?
Con đâu cần phải nói, tự anh cũng hiểu điều đó mà bác. Thật sự là con với thằng Long không hợp nhau. Bác mong là con đừng đùa giỡn với nó nữa. Gia đình bác rất xem trọng chuyện hạnh phúc hôn nhân, trong khi bác thấy là các con không hề xem đó là nền tảng, thì bác e rằng các con rất khó hòa hợp với nhau. Có lẽ kết thúc sớm là nhẹ nhàng cho cả hai bên. Bác cho rằng sống như bác, gia đình sẽ hạnh phúc sao? Có thật không? Bác đã nhìn lại chưa? Con thấy gia đình bác đang cố ép người ta sống thôi, có hạnh phúc gì đâu chứ. Chính bác cũng không thuận hòa với các cô con dâu, mà họ cũng có yêu thương gì nhau đâu. Còn các con trai của bác á, có ai mà thật sự có được một cái tổ ấm hạnh phúc không? Nhìn á, thì cả gia đình sống chung với nhau như vậy, nhưng mà con nói bác đừng có buồn nha, không biết sẽ tan vỡ lúc nào đâu. Bác biết là chuyện gia đình bác chưa thật sự hòa thuận, nhưng vì vậy bác càng lo lắng hơn cho chuyện hôn nhân của con và Hai Long. Hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng bền vững chứ không phải để vui chơi. Bác nhất quyết không để con trai mình mù quáng và sai lầm đâu. Vậy thì bác hãy thử ngăn cản anh Hai Long đi. Bác chỉ muốn hai đứa không phải đau khổ vì quyết định nông nổi thôi. Nhất là với Hai Long, bác sẽ không để cho ai làm khổ con trai bác đâu. Mẹ à. Thủy, Trần, Lụa, lại ngồi ghế cho mẹ nói chuyện. Tụi con nghe mẹ dặn đây, chuyện của Cindy và anh hai các con đều đã biết hết rồi. Theo mẹ thấy, Cindy không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh hai các con. Bởi vậy, các con cũng đừng có thân thiết với Cindy nữa. Không biết cô ấy sẽ mang lại rắc rối gì cho gia đình mình. Ba đứa có nghe mẹ nói không? Dạ, con không có thân thiết gì chị Cindy hết đó mẹ ơi. Dạ, con cũng vậy đó. Con đâu có đi hát karaoke thân thiết gì với chị Cindy đâu. Con không có dắt Cindy đi spa, đi speed gì đâu mẹ. Mẹ ơi, cái vụ này không có liên quan gì tới con hết rồi nha. Cái phận hèn mọn như con á, làm sao dám chơi với Việt Kiều cao sang được. Nên á, mẹ khỏi cần nhắc con chi cho nó mệt hết trơn á. Muốn nhắc á, thì nhắc ai kia cơ. Mẹ dặn trước như vậy, mẹ không muốn gia đình mình có thêm xào xáo nữa. Rõ chưa? Sao? Không tốt là sao? Hả? Anh làm gì hả? Trời ơi, cái chuyện nó quan trọng